Sao Hoàng Nhật xin chào các bác. Em lên sóng phục vụ cả nhà con máy lọc không khí rất là VIP. Con này có mã là Panasonic FVH70. Đây là một con máy cái phân khúc mà khi sản xuất ra nó là cái máy đắt tiền nhất cả nhà nhé. Panasonic FVH70. Con này vào những cái thời điểm giá cả nó đắt thì có giá xấp xỉ và có lúc trên 4 triệu, có lúc gần 5 triệu các bạn. Còn khi mới của nó thì có giá vào khoảng hơn 1.000 đô đấy. Còn bây giờ thì lọc khí quá rẻ luôn ạ. Con này em bán là 3 triệu mốt nhé. Chưa bao giờ lọc khí nó rẻ, nó chạm đáy như đợt này. Các bác nào chưa sắm cho gia đình thì các bác tranh thủ sắm những con lọc khí vào thời điểm này, nó rất là rẻ. Rẻ đi được cả hơn 1 triệu, gần 2 triệu so với những thời điểm nó đắt đấy ạ. 3 triệu mốt cho một con lọc khí Panasonic FVH70 full tính năng, về mã số 8. Full tính năng, cánh vẫy kép này các bạn, hai cánh vẫy nhé. Mặt dâng cánh vẫy, khóa trẻ em này. Giữ 3 giây nó khóa đấy. Hẹn giờ 2 giờ 4 giờ là tính năng dọn phòng tăng tốc nhanh này, cảm biến ánh sáng này. Chế độ Eco Navi, điều chỉnh cửa dâng hai cánh vẫy. Đấy. Điều chỉnh tốc độ lọc nhanh chậm khác nhau. Ba chế độ lọc không khí và bù ẩm khác nhau. Đây đặc biệt đây phân khúc cao cấp nhất cả nhà này. Con mắt thần của Panasonic, cảm biến dò tìm chuyển động phát hiện người. Đấy. Báo phần trăm độ ẩm. Đấy. Con này thì màng zin hiện tại đi theo máy còn rất là đẹp. Các bác nào không thích màng zin thì báo khi mua thì các bác báo nhé, là em thay màng mới luôn, giá vẫn vậy thôi. Còn màng than này thì của nó khử mùi cực tốt này, thằng Panasonic cái than nó rất là dày. Đấy. Riêng đối với cái model này thì nó là model full tính năng rồi. Bác nào chưa có lọc khí chốt ngay con này, giá bây giờ thì chỉ bằng đúng những cái con gọi là VGF45 cái thời điểm trước thôi. VGF45 cái thời điểm máy cỏ lúc đấy cũng 3-4 triệu. Đấy. Mà bây giờ VGF70 có 3 triệu thôi ạ. Bình nước bù ẩm này. Màng tàu ẩm zin các bác nhé, còn rất là xốp nhé. Phải nói là xuất sắc về mọi thứ, giá thành thì rất hợp lý. Công suất con này thì nó là VH70 thì nó vào 66W này, mình có thể dùng cho phòng 50m2 đổ lại. Sản xuất năm 2012, một con máy hoàn hảo mọi tính năng, bảo hành 1 năm, máy đã được đấu điện áp 220V rồi. Tác dụng của máy có tác dụng lọc không khí, bù ẩm, khử mùi, đặc biệt tốt cho những nhà có người già trẻ nhỏ hoặc là các bác nào bị bệnh về đường hô hấp nhé. Đấy. Em sẽ test cái tính năng bụi mịn 2.5 này. Hôm nay thời tiết có mưa nhiều thì chất lượng không khí xem thế nào. Đấy, chất lượng không khí đang ở ngưỡng dưới 75, tức là vẫn còn xanh này, vẫn là tốt thôi nhé. 43 cho vào máy đi, xem chất lượng sau khi vào máy thì chất lượng không khí ra thế nào này. Đấy, các bạn thấy chưa? Sau khi mà lọc qua màng HEPA thải ra cái không khí ở đây còn có 0,11. Đấy, cái chất lượng không khí cực tốt luôn. Cộng kết hợp với cả máy phóng ion trong này, công nghệ nano khử khuẩn cho ra cái chất lượng không khí trong phòng mình cực tốt. Các bạn đóng kín cửa phòng lại và mình bật phòng lên dùng như điều hòa đấy ạ. Có thể bù ẩm, tăng độ ẩm cho phòng lên. Đấy, cái chất lượng sau khi lọc qua màng HEPA. Giá 3 triệu mốt các bác nhá, giá cực rẻ luôn. Các bác nào tranh thủ thời điểm đang giá đang chạm đáy, các bác làm một con đi ạ. Chào cả nhà.